Hàn Quốc sẵn sàng gặp song phương cấp cao với Nhật Bản tin từ Washington DC. Tổng thống Hàn Quốc hiện đang công du tại Hoa Kỳ và phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS vào ngày hôm qua, bà Park Jun Hee đã bày tỏ hy vọng thượng đỉnh ba bên Nhật, Trung, Hàn diễn ra vào đầu tháng 11 này sẽ xóa tan những trở ngại, tạo mối quan hệ tốt đẹp hơn với Nhật Bản và thúc đẩy ổn định cho toàn khu vực Đông Bắc Á. Bà Park geun Hee ngày hôm nay có buổi gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tại Tòa Bạch Ốc. Cả hai nhà lãnh đạo sẽ có một buổi họp chung sau buổi nói chuyện trực tiếp trong phòng bầu dục. Nhân chuyến công du Hoa Kỳ lần này, tại buổi nói chuyện ở Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế vào ngày hôm qua, Tổng thống Hàn Quốc đã có lời ngõ sẵn sàng tiếp đón Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Tuy nhiên bà cũng nhấn mạnh là điều quan trọng là cả hai nước phải có khả năng hướng tới một sự thay đổi có định hướng tương lai trong quan hệ đôi bên, một cuộc gặp mà dẫn đến những tiến bộ cho việc giải quyết hồ sơ gái giải sầu có thể được xem như là đầy ý nghĩa. Tổng thống Hàn Quốc cũng cho biết là thượng đỉnh ba bên Nhật, Trung, Hàn sẽ sớm được tổ chức tại Seoul trong tháng 11 tới đây, sau gần 3 năm rưỡi bị gián đoạn cũng trong buổi nói chuyện tại CSIS, bà Park Yunhee cũng cho hay là Hàn Quốc có thể tham gia vào hiệp ước trao đổi tự do một dịch xuyên Thái Bình Dương tức TPP vừa đạt được đồng thuận hồi đầu tháng 10 năm 2015.